Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình là Kiro đây và chào mừng các bạn trở lại với Mini Washington. Hôm nay là tập thứ 10 và như các bạn cũng đã thấy rằng là mình cái giọng của mình nó hơi bê đê mà anh em cứ bảo là kiểu như là cái gì nhỉ, dễ thương rồi các thứ cái gì hơi giống Simi vậy, chứng tỏ là tôi là cái giọng tôi sắp thành con gái đến nơi rồi. À, giới thiệu với các bạn, đây là con bé của mình. Con bé tên là Bong Bóng Nhỏ, mà hình như con bé nào cũng tên là như vậy. Đây mình thử. Cháy không? Con này là gọi là bất tử các bạn ạ. Bong Bóng Nhỏ bất tử. Không bất tử cho lắm nhỉ, mất 4 máu rồi. Mất 3 máu rồi này. Mình xin lỗi bé nha. Bây giờ thì mình sẽ đi đánh rồng nhé, tại vì nhiều bạn yêu cầu là mình đi đánh rồng. Thực ra thì hôm nay mình không tính ra clip đâu, tại vì mình kiểu như mình bị đau răng các bạn, đau cực kỳ đau luôn nên là không thể nói được. Các bạn thấy rằng là giọng nói của tôi có một chút kiểu giống Trần Đức Bo, nó hơi bd một tí, nó hơi nữ tính một tí, nhưng mà không sao, hy sinh vì đam mê làm YouTube nên là tôi đã quyết định là quay clip này đánh con rồng. Thực ra con rồng thì nó cũng đơn giản, nó cũng không có khó khăn gì đâu. Đéo tin. Nó không có gọi là gian nan thử sức cái gì đấy. Con rồng một mà nó cũng đơn giản thôi. Nhưng mà mình đang muốn đi ngủ. Nó một hồi gần đi gần tối rồi. Hiện tại là cái lương đồ của mình đó các bạn, nó khá là nhiều rác á. Sắp tới là mình sẽ xây cái thùng rác bất tận nha. Cái thùng rác này thì chắc là mình phải xây đến 4 tập rồi. Mình làm đến 4 lần rồi. Nhưng mà thôi, làm lại lần 5. Khổ thật. Mỗi lần nằm cái giường này các bạn, là mình phải dùng cái rìu để mình đánh, mình phá đi. Đánh con rồng này thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị một số thứ là thực ra là chuẩn bị bánh mì dài thôi các bạn, chả cần nhiều đâu. Mà thực chất thì một khi mà mình bị nó bắn á thì chắc là mình cũng chả hồi máu kịp đâu. Mình có nhiều sao mà, nên là mình sợ gì bố con thằng nào đâu. Nắm đầu con rồng là đấm luôn, đấm không trượt phát nào. Còn lại mưa rồi các bạn ạ. Chơi cái khu rừng mưa này các bạn, một ngày nó phải mưa đến 20 lần. Trời ơi, mưa gì mà mưa dã man rồi, nó muốn lụt cả khu này của mình luôn. Trời, các bạn ơi, làm sao có thể cho cái con bé của mình nó thông minh hơn được các bạn. Tại sao cái nguyên cái mảnh đất này nó không lên mà nó đứng vô cái đó là thế nào? Rồi xong bây giờ bị mất máu. Sao mày ngu thế hả? Nà ní bong bóng. Mà không biết là hồi máu cho con này như thế nào ta? Hay là nó tự hồi nhỉ? Đây là lần đầu tiên mình gọi con này ra chứ. Cái khu vườn của mình đó thì nó không có gì nhiều, tại vì mình mới bắt đầu chơi cái khu vườn thôi, mới level 2 à mọi người ạ. Sắp tới thì mình sẽ quay xem ra con bé được con bé huyền thoại không. Nói chung là ai cũng có ước mơ mà, ai cũng ước mơ sở hữu cho mình con bé huyền thoại. Mặc dù là nhà tôi là nghèo rất mồng tơi rồi, tiền nạp thì không có, tiền ăn tiền điện chưa có, không có đủ tiền để trả tiền phòng các thứ, nhưng mà thôi, hy sinh vì con bé thân yêu nên là tôi quyết định là tương lai tôi sẽ quay con bé. Ok, thì hiện tại là mình có 15 ổ bánh mì. Mình nghĩ rằng là với 15 ổ là đủ rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào khu này. Ấy, cái gì vậy? What the? Đây, mình sẽ mặc cái cánh vào và mình bay ra cái khu kia ha. Các bạn đợi mình một xíu à. Mình bay đây nha. Về việc các bạn kêu mình có livestream không thì thực sự là có nhá. Nhưng mà sắp tới nhá các bạn, tại vì mình kiểu đang hơi bị đau răng, với lại cái mic của mình nó chưa có, nên là mình chưa có đi livestream được. Anh em thông cảm, nhưng mà không biết là các bạn mong muốn mình live vào giờ nào nhỉ? Sáng hay là tối hay là trưa hay là chiều? Ở cái đậu xanh nhà nó, anh em ơi. Tôi muốn bay qua đây làm sao đây? Ê! Ồ may quá. Đậu xanh đi cái này hơi ghê các bạn, bởi vì không biết là nó hạ lúc nào. Mình cũng chưa hiểu cái cơ chế điều khiển cái con dù này nữa. À nhỏ cái cánh chứ. Nhưng mà thực ra gọi cái cánh thì cũng không đúng, bởi vì nó là cái dù lượn thì đúng hơn các bạn ạ. Trông nó giống như cái dù lượn hơn. Bởi vì cánh là bay, có thể bay lên cao được chứ. Còn cái này là nó như kiểu nó hơi lượn một tí ấy. À không, hình như là bay thật. Hình như là bay thật các bạn ạ. Chắc là do mình không biết điều khiển ấy.
Bây giờ mình sẽ bay, mình sẽ cố gắng mình bay lên kia. Tới không? Tới không? Tới không? Tới không? Ok, cuối cùng thì mình cũng đã tới con rồng rồi các bạn ơi. Đây là con hắc long cấp 1 nhá. Ê, mày có thấy tao không? Mình nghĩ là nó thấy mình. Ôi hú tới. Quả đầu tiên không trúng, quả thứ hai cũng không trúng. Kiểu gì? Tương lai có vẻ này như nào? Mình cứ bắn vào đầu nó các bạn ạ. Bắn vào người nó được rồi. Ôi ai ai ai. Hơi đau. Mày. Mày à bởi. Các bạn yên tâm, con này là mình. Ôi cái gì? Ôi cái gì? Con rồng hắc tốc độ à? Tự nhiên phải học cái bay đâu rồi? À đây. Đây. Anh em thông cảm là tôi bắn hơi mù mắt một tí. Đề nghị là lấy keo 502 dán mắt lại. Bắn tên lửa hơi toang. Ok. Nó khả không có dính mình được đâu. Làm sao mà nó để khả. Mặc dù là mình bắn khá ngu nhưng mà nó bắn nó cũng ngu không giống, cũng không khác gì mình. Đấy, nó lại biến mất rồi các bạn ạ. Chạy đâu rồi? Nó lại kiểu như là chơi chiêu thức là chui lòng đất. Mày chui lòng đất với tao à? Mày chui lòng đất với tao à? Mày chui lòng đất. Mày. Nó sắp hẹo rồi các bạn. Ok. Ôi, có tiếng âm thanh hả? Bây giờ còn có hiệu ứng chiến thắng à? Mặc dù là con rồng nó bắn khá là a đuổi nhưng mà mình bắn a đuổi cũng không kém. Nhưng mà thôi không sao, dù sao thì vẫn là gọi là chiến thắng. Chiến thắng thì vẫn là chiến thắng. Bây giờ mình sẽ lên trên này, mình sẽ lên trên này mình nhặt cái sao ha. Đây khá là nhiều sao này các bạn. Đây. Ôi giời, 250 sao. Đập cái lọ này ra nữa là hai khối kim cương với lại ba khối vàng cộng thêm bản vẽ lên mặt trăng thần tinh Horus nữa. Tuyệt vời. Vậy là xong con quái rồi nhá. Ai nhập xong con rồng rồi nhá. Ok thì con rồng thứ hai, con rồng thứ ba chắc là mỗi mình sẽ đánh chung với nó, đánh chung với nhau luôn ha. Tại vì giết rồng thì nó cũng đơn giản đấy mà, kiểu như giết mũi mà mình vỗ phát là chết ngay. Đấy, anh em thấy rằng là kỹ năng tôi bắn là hơi a đuổi thôi, nhưng mà riêng mà cái kiểu vỗ vào mặt con rồng và đôm đốp là Kiro là không ngán con rồng nào luôn. Thôi bây giờ mình sẽ về nha các bạn. Ok. Ôi sao con heo ở đây? Mày hả? Hừ. Ôi nhưng mà khoan đã. Giờ mình mới để ý là cái con bé của mình ở đâu rồi các bạn. Ôi thôi xong rồi. Bé đi chung với rồng về là mình cực lạc rồi. Không, bây giờ làm sao để gọi nó dậy giờ ta? Tại vì mình lần đầu tiên mình mới thử nghiệm chứ mình có biết đâu. Mình tưởng là con bé nó sẽ kiểu như là không mất máu, chỉ gọi là trang trí thôi. Ai dè con bé là cũng biết đau. Rồi bây giờ cất kim cương đi này. Ok thì đánh rồng mình cũng đã đánh xong rồi. Bây giờ thì mình đang có một ý tưởng là mình sẽ tạo một con kỳ lân thứ hai nha các bạn. Cái con kỳ lân này á, thì nó sẽ được tạo bởi đâu rồi ta? Nó sẽ được tạo bởi cái pháo hoa năm mới đỏ và cái quả cầu phúc. Hai cái này các bạn có thể kiếm từ sự kiện nhá, nhưng mà mấy sự kiện này sự kiện ở ngày Tết mới có thôi, còn ngày thường thì không có đâu. Bây giờ thì mình sẽ chế cho các bạn coi ha, là cái con trứng kỳ lân này nó sẽ được tạo như thế nào ha. Đây. Các bạn có thể thấy rằng là pháo hoa năm mới đỏ và một cầu phúc này mình sẽ tạo ha.
Ok, vậy là mình đã có thêm một trứng niên thú rồi mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ nuôi nhốt nó. Nhưng mà mình đang muốn là mình sẽ cho cái quả trứng này vào cái nhà này các bạn. Mình đang muốn nhốt nó ở đây nè. Mình đang muốn nhốt nó ở đây nè. Đó. Kiểu như là nhà mình phải có thú giữ các bạn. Nhà các bạn phải nuôi chó nuôi mèo đúng không? Thì mình nuôi thú, mình nuôi kỳ lân. Hợp lý à? Ôi, con này có thể đi ra được không? Ok. Các bạn biết sao mình làm vào không? Để cho nó an toàn đó các bạn. Và mình sẽ để ở đây. Mình sẽ lấy thêm một cái dịch chuyển tức thời. Giống như đợt trước thôi. Ok, đây có quyển dịch chuyển này và con yên thú ha. Từ từ tôi để gần, tôi còn bấm được chứ. Để xa quá không bấm được. Bây giờ mình sẽ thả, sẽ có quá ở đấy. Mình sẽ thả này. Ấy à, rồi xong các bạn ơi, mình biến thành con gà rồi nè. Cái con yên thú này là nó có gọi là hiệu ứng là biến thành gà nha các bạn. Đậu xanh, rồi mày mày vào nhà tao, mày xin phép chưa hả con trai? Mày biết tao là ai không? Đây, ý ý dễ thương nha các bạn. Ui rồi, hello. Vậy là mình có một con chihuahua, con chó. Thực ra con này không phải chihuahua, con này cũng hơi to đấy. Trong nhà cho mình ha. Kiểu như để trang trí thôi các bạn, chả làm gì đâu. Ok, thôi em ở đây nhá. Nhưng mà mình đi sắm đồ các bạn, mình chưa có đồ đạc nhiều. Mình sẽ chế một cái giường đi. Để coi là cái giường, có một cái giường khá là đẹp. Nhưng mà từ từ lấy len đã. Khá là nhiều len. Len ở trước đi tàn sát, gọi là bầy cừu nên là nhiều len lắm. Để coi nào. Bởi vì có nhiều loại giường mà. Nhưng mà sao ở đấy nó không hiện ta. Giường hồng rồi giường công chúa rồi giường Trần Đức Bo rồi cờ lê hột dưa. Nhiều giường lắm. Bây giờ cái rương của mình đó các bạn, nó như cái bãi rác vậy á. Nó nhiều đồ quá mà không biết đi đâu được luôn á. Nè mình cho các bạn coi là rương nào cũng đầy hết trơn đấy. Rương nào cũng nghẹt. Mà có chứa kiểu như là mấy cái đồ kiểu chưa biết khi nào là dùng tới các bạn. Vứt thì cũng ngại. Cũng không được. Mình sẽ chế một cái giường này trước nhỉ. Rồi, nó có thêm một cái giường nào nữa không ta? Nó không có thêm một cái giường nào nữa luôn á. À đấy, đây 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 thuốc nhuộm đỏ và 3 miếng gỗ đỏ. Ra là thế. Ra là vậy. Rất là dễ anh em ạ. Bây giờ mình sẽ đi kiếm gỗ đỏ. Gỗ đỏ thì gần đây có. Đây gần đây có gỗ đỏ, mình sẽ đi mình chặt ha. Ok, thì bây giờ mình đã có gỗ đỏ, bây giờ mình sẽ kiếm thêm cái thuốc nhuộm đỏ. Thuốc nhuộm đỏ thì đây, chúng ta sử dụng hoa huyết giác anh em ơi. Hoa huyết giác là sẽ ra được thuốc nhuộm đỏ này. Rồi đồ các bạn. Xong rồi nè, được cái hai giường luôn. Wow. Đây cái giường này thì nó sẽ đẹp hơn ha. Chẳng qua là kiểu như là để trang trí thôi. Chứ còn về mặt cách sử dụng thì nó như nhau các bạn ạ. Mình sẽ đặt một cái ở đây đi. Tại vì cần gần lầu 1 á, ngủ cho nó nhanh. Với một cái ở ở đây đi. Bây giờ mình sẽ ngủ ha. Các bạn thấy không? Cái giường này đẹp hơn hẳn. Nhìn nó không có phèn. Nhà kiểu nhà giàu thì nó phải khác chứ, phải sử dụng giường nó phải công chúa một tí. Nó hơi gây gây một tí. Con này mình đánh được không nhỉ? Đánh được đây được. À không đánh được. Dễ thương ha. Ok, chắc là mình sẽ xin dừng clip tại đây ha, tại vì đánh rồng xong rồi thả kỳ lân các thứ là cũng đầy đủ các thứ rồi đấy. À, tôi quên mất tôi chưa cắm cái này các bạn ơi. Tôi phải cắm cái này mới được. Đấy, tôi phải cắm cái này vô là khác biệt ngay. Nhà nó phải vậy, nó phải thế, nó nhìn nó kiểu quyền thế không các bạn? Thể hiện sự giàu có. Ok, mình sẽ xin dừng clip tại đây ha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và đừng quên để cho mình một like, một share đăng ký kênh của chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.